Theo Bộ Tài chính, thì số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của năm 2018 đã giảm khoảng hơn 1.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó. Tính đến hết năm 2018, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 3.500 tỷ đồng, giảm khoảng 1.600 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Trong đợt điều chỉnh gần nhất ngày 31 tháng 1 năm 2019, mặt hàng xăng dầu trong nước được giữ ổn định giá sau khi áp dụng quỹ bình ổn. Hiện tại mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 0 đồng một lít, xăng RON95 là 300 đồng một lít, dầu diesel là 300 đồng một lít, dầu hỏa là 300 đồng 1 lít và dầu ma rút là 300 đồng 1 kg.